Chào mừng các bạn đến với bản tin Công nghệ B-News. Hôm nay ngày 11 tháng 7 năm 2018, bản tin sẽ có những tin chính đáng chú ý sau đây. Nhìn Samsung Galaxy Note 9 cứ ngỡ là Note 8. Microsoft bất ngờ ra mắt tablet giá rẻ Surface Go, thiết kế không đổi, màn hình 10 inch, giá 399 USD. Huawei Nova 3 lộ toàn bộ thông số, dùng chip cao cấp Kirin 970 ra mắt ngày 17 tháng 8. Apple có kế hoạch ngừng sản xuất iPhone X và iPhone SE. Nokia giới thiệu bộ đôi smartphone giá rẻ Nokia 2.1 và Nokia 3.1 tại Việt Nam. Android Headlines đã đăng tải hình ảnh render của chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 9. Và nếu điều này trở thành sự thật thì có lẽ là Samsung Galaxy Note 9 sẽ không khác gì mấy với Samsung Galaxy Note 8. Vài tháng qua có rất nhiều thông tin liên quan đến Samsung Galaxy Note 9 bị rò rỉ trên mạng Internet và thậm chí là bóng dáng của Note 9 còn xuất hiện trong các hình ảnh rò rỉ panel màn hình cũng như là ảnh dựng của các nhà sản xuất case. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất thì Android Headlines đã đăng ảnh render chính thức của Samsung Galaxy Note 9. Tuy bức ảnh không có quá nhiều chi tiết ngoài mặt trước của tablet mà Samsung sắp ra mắt, nhưng theo Android Headlines thì bức ảnh này được cung cấp bởi một nguồn tin khá là đáng tin cậy. Theo hình ảnh thì thiết kế mặt trước của Note 9 chẳng mấy khác biệt so với Note 8. Note 9 sẽ vẫn có màn hình Infinity Display và cong ở hai cạnh cũng như là viền trên viền dưới khá là lớn. Cạnh dưới của Note 9 cũng không có bất cứ nút hay điểm nhấn nào, trong khi cạnh trên là nơi đặt loa, camera và các cảm biến. Và dự kiến là Note 9 sẽ được nâng cấp nhiều về phần cứng. Máy sẽ được trang bị con chip Snapdragon 845, 8GB RAM và dung lượng lưu trữ tối đa lên đến 512GB. Book S Pen cũng sẽ được nâng cấp lên và dự kiến có cả kết nối Bluetooth. Note 9 vẫn không được trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình, thay vào đó sẽ là cảm biến vân tay được đặt ở mặt sau của máy. Tuy nhiên vị trí sẽ có thay đổi một chút, có nghĩa là nó sẽ di chuyển vào chính giữa bên dưới cụm camera thay vì là bên cạnh, dễ gây nhầm lẫn như là ở trên Note 8. Và Samsung đã chính thức xác nhận là Samsung Galaxy Note 9 sẽ được ra mắt vào ngày 9 tháng 8 sắp tới. Microsoft vừa quay lại thị trường tablet giá rẻ với phiên bản Surface Go nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như là iPad và Galaxy Tab. Vừa qua thì Microsoft đã bất ngờ ra mắt chiếc Surface Go, đây được xem như là một phiên bản nhỏ và giá rẻ nhất của dòng Surface, đồng thời cũng chính là đối thủ của Apple iPad. Và Surface Go có giá chỉ là 399 USD, rẻ hơn khá nhiều so với 799 USD của Surface Pro. Mức giá này cho thấy là Microsoft đang muốn cạnh tranh với các đối thủ khác như là iPad hoặc là Galaxy Tab. Và trước đây thì dòng Surface được hướng đến phân khúc cao hơn và dành cho đối tượng khách hàng cần một chiếc máy tính di động đúng nghĩa. Tuy có giá thấp hơn nhưng mà thiết kế của Surface Go vẫn tương tự như các phiên bản khác. Điểm khác biệt lớn nhất đó chính là nằm ở về phần cấu hình. Máy sẽ có màn hình 10 inch độ phân giải 1800x1200 pixel. Sức mạnh cho máy sẽ nằm ở bộ xử lý Intel Pentium Go 4415i thế hệ thứ 7 với dung lượng RAM là 4GB hoặc 8GB, tương ứng với ROM là 64/128GB. Máy cũng được cài sẵn Windows 10S nhưng người dùng có thể update lên miễn phí các phiên bản full nếu muốn. Mức giá 399 USD sẽ dành cho cấu hình cơ bản và bản cấu hình cao nhất sẽ có mức giá là 549 USD. Cả hai mức cấu hình đều có tùy chọn chỉ dùng Wi-Fi hoặc cả LTE. Như vậy là người dùng có tổng cộng đến 4 bản Surface Go. Một ưu điểm khác của Surface Go với các đàn anh cao cấp đó chính là máy được trang bị cổng USB 3.1, điều mà những dòng Surface trước vẫn chưa có. Surface Go sẽ bắt đầu được đặt trước từ ngày 10 tháng 7 tại thị trường châu Âu và châu Mỹ và hãng sẽ mở bán rộng rãi trong tương lai. Những thông tin rò rỉ cho thấy Huawei Nova 3 sẽ chính là chiếc điện thoại tiếp theo có cấu hình cao và mức giá vô cùng hợp lý đến từ thương hiệu smartphone Trung Quốc. Mới đây, Huawei vừa xác nhận trình làng Nova 3 cùng với vòng đeo tay thông minh Top Band B5 vào ngày 18 tháng 7 sắp tới và gần như lập tức toàn bộ thông số của Nova 3 cũng đã bị rò rỉ ở trên mạng. Những thông số rò rỉ cho thấy là Nova 3 sẽ không phải là một smartphone tầm trung giống như anh chị em cùng dòng. Cụ thể, Nova 3 sẽ dùng cơ chip Kirin 970 8 lõi cao cấp nhất hiện tại của Huawei. Con chip này có thể chạy ở tốc độ tối đa lên đến 2,4 GHz. Ngoài ra, Nova 3 còn có bộ nhớ RAM là 6GB và dung lượng lưu trữ lên đến 128GB. Máy sẽ có màn hình tai thỏ kích thước 6,3 inch, tỷ lệ 19:9, độ phân giải 2340x1080 pixel. Phía sau là cụm camera kép 24 và 16 megapixel, trong khi phía trước cũng có cụm camera kép 24 và 20 megapixel. Và dự kiến là Nova 3 cũng được hỗ trợ công nghệ GPU Turbo của Huawei. Công nghệ này sẽ giúp tăng tốc độ xử lý đồ họa của máy lên 60% nhưng đồng thời lại giảm lượng điện năng tiêu thụ đi 30%. Apple dự kiến tập trung toàn bộ nguồn lực để sản xuất bộ 3 iPhone trong năm nay. Và ngoài ra thì hãng cũng đang dự kiến là sẽ ngừng việc sản xuất iPhone X và iPhone SE. Và theo các thông tin gần đây từ Bluefin Research thì Apple dự kiến sẽ tập trung toàn bộ năng lực để sản xuất bộ 3 iPhone năm nay để chuẩn bị ngừng sản xuất iPhone X và iPhone SE. Bằng cách này thì Apple sẽ hoàn thành mục tiêu xuất xưởng 91 triệu thiết bị vào cuối năm nay và năm 2019 thì dự kiến sẽ bán ra được 92 triệu thiết bị trong bộ 3 iPhone mới.
Sau khi được ra mắt thì Apple sẽ xuất xưởng 20, 60, 40 và 45 triệu thiết bị trong bộ ba iPhone mới vào 4 quý liên tiếp. Các nhà phân tích dự đoán rằng chiếc iPhone với màn hình 6,5 inch sẽ là model bán chạy nhất, kế theo đó sẽ là model 6,1 inch với mức giá rẻ hơn. Ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin rằng Apple sẽ ngừng sản xuất iPhone 7 Series và iPhone 8 Series. Vừa qua, HMD Global đã chính thức giới thiệu bộ đôi smartphone giá rẻ Nokia 2.1 và Nokia 3.1 tại thị trường Việt Nam, và cả hai điện thoại khi được bán ra sẽ được cài sẵn Android Go. Vào ngày 10 tháng 7 thì HMD Global đã chính thức giới thiệu bộ đôi smartphone giá rẻ Nokia 2.1 và Nokia 3.1 tại thị trường Việt Nam. Cả hai sản phẩm đều được cài sẵn hệ điều hành Android Go với hiệu suất nhanh hơn 50% so với thế hệ trước và được hứa hẹn sẽ nhanh chóng nâng cấp lên các bản Android mới nhất trong thời gian sắp tới, và đồng thời hỗ trợ cập nhật hệ điều hành trong vòng 2 năm. Nokia 3.1 là sản phẩm giá rẻ đầu tiên của Nokia được trang bị màn hình tỷ lệ 18:9, kích thước 5,2 inch, độ phân giải HD+, và được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Gorilla Glass. Bộ khung của máy được hoàn thiện từ kim loại qua nhiều công đoạn xử lý anode, và nhờ sử dụng tỷ lệ màn hình mới cùng kích cỡ hiển thị nhỏ nên Nokia 3.1 có ngoại hình vô cùng nhỏ gọn và cảm giác cầm nắm sử dụng một tay cũng rất dễ dàng. Về cấu hình, Nokia 3.1 sở hữu bộ vi xử lý 8 nhân MediaTek 6750 kết hợp với hệ điều hành Android Go của Google, giúp hiệu năng của máy tăng hơn 50% so với bản tiền nhiệm. Viên pin dung lượng là 2990 mAh. Nokia 3.1 cũng được đầu tư mạnh mẽ về khả năng chụp ảnh với bộ đôi máy ảnh 13 megapixel ở mặt sau và camera selfie có độ phân giải là 8 megapixel f2.0. Máy sẽ có hai tùy chọn bộ nhớ RAM và ROM bao gồm 2GB, 16GB với mức giá 3.290.000 đồng, và nếu bỏ ra số tiền 3.990.000 đồng, người dùng sẽ có bộ nhớ lớn hơn 3GB và 32GB. Và Nokia 3.1 sẽ bắt đầu lên kệ vào ngày mai 12 tháng 7. So với người anh em Nokia 3.1 thì Nokia 2.1 chỉ sử dụng màn hình tỷ lệ cũ 16:9, nhưng kích thước màn hình sẽ là 5,5 inch độ phân giải HD và được trang bị thêm hệ thống loa kép stereo mặt trước, cùng với đó sẽ là viên pin 4000 mAh, hứa hẹn mang đến cho người dùng những trải nghiệm âm thanh cũng như là thời gian sử dụng tốt hơn rất nhiều nếu đặt ngang với Nokia 2 năm ngoái. Nokia 2.0 vẫn sẽ có bộ khung được gia công từ thép không rỉ và chạy vi xử lý Snapdragon 425 xung nhịp 1.4GHz, đồ họa Adreno 308, RAM 1GB và bộ nhớ trong 8GB được cài sẵn nền tảng Android Go. Camera trước của máy sẽ có độ phân giải là 5MP và camera sau sẽ là 8MP. Nokia 2.1 sẽ bắt đầu lên kệ vào tháng 8, tuy nhiên hãng chưa đưa ra mức giá chính thức của sản phẩm này. HMD Global dự kiến sản phẩm sẽ có mức giá dưới 3 triệu đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin công nghệ B News ngày hôm nay. Xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo.